Hello mọi người, lại là mình đây. Trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người một kèo Eredot cực ngon và rất là ok nhé mọi người. Kèo này khá là ngon bởi vì mọi người sẽ nhận được cái đồng SEL. Nhưng một cái vấn đề gọi là kèo này mọi người cần phải tuyển red nhé. Đấy, cần phải tuyển red nhé, ít nhất là 6 red nhé mọi người. Mới đủ min rút nhá. Bởi vì tham gia đại kèo này thì mọi người sẽ vào link phần mô tả nhé, mình sẽ hướng dẫn từng bước cho mọi người sẽ làm luôn. Ok, sau khi mọi người đã vào đây này, mọi người bấm bắt đầu cho mình này. Sau đấy mọi người sẽ nhập mã cấp ra. Mỗi đợt một lát. Những anh em nào mà có thể ABC được thì nên làm kèo này nhá. Không thể nếu như mà tuyển được nhiều red thì anh em có làm kèo này nhá. Còn anh em nào mà không đủ khả năng tuyển red thì không cần làm kèo này nhá. Có thể bỏ qua kèo này. Ok. Sau đó mọi người bấm vào Join Aerodot. Okay. Nhiệm vụ đầu tiên là mọi người sẽ join vào tất cả các nhóm của nó đây, cũng như là follow và retweet lại bài đăng của chúng tham gia này. Đây, withdraw sẽ chuyển tiền vào 12 giờ đến 24 giờ nhé. Đấy, 12 đến 24 giờ. Ok, bấm vào Add Channel tham gia. Ok, trở lại này, join vào kênh Channel của nó tiếp. Ok, trở lại. Follow Twitter. Mở Twitter lên. Một trăm mười bốn nghìn người theo dõi. Vẫn theo dõi. Bây giờ mọi người sẽ bấm vào retweet là bài đăng. Mở Twitter lên. Đây bài đăng của nó đây. Mọi người sẽ bấm vào thích này. Sau đấy retweet là bài đăng thôi. Ok. Trở lại này. Bây giờ mọi người sẽ bấm vào đây nhá. Cho mình nhá. À khoan đó. Giờ từ mọi người phải follow Instagram của nó này. Mở Instagram lên follow luôn. Mình xin lưu ý mọi người là dự án này là cần phải tuyển Z nhé mọi người. Đấy, cần tuyển Z nhé. Anh em nào mà tuyển được rất nhiều thì anh em sẽ nhanh đủ minh. Và thứ hai nữa có thể chép Z nhé. Tức là mọi người có nhiều tài khoản Twitter, có nhiều tài khoản Telegram mọi người có thể làm nhé. Đấy. Và tiếp theo lại dồn vào nhóm Telegram tiếp này. Nó hỏi lại mọi người đã dồn vào nhóm này chưa. Đấy. Rồi ok đúng không ạ? Sau đấy mọi người sẽ bấm Next. Rồi. View Twitter profiling. Bây giờ mọi người sẽ vào copy profiling Twitter của mọi người dán vào đây nhé. Ok. Rồi. Nó hỏi là mọi người đã join vào nhóm join vào Instagram chưa? Đấy, join rồi thì mọi người bấm Next. Rồi. Bây giờ mọi người sẽ lấy địa chỉ ví BEP20 trên Trust Wallet hoặc trên MetaMask, mọi người dám vào đây. Copy địa chỉ ví, sau đấy mọi người dám vào đây. Rồi. Ok. Như vậy đã xong đúng không? Bây giờ mọi người sẽ bấm claim bonus. Rồi. Mọi người sẽ bấm vào withdraw.
À, từ từ đây. Mọi người sẽ bấm vào referral end này. Đây. Mọi người sẽ check cho you của mọi người sẽ có 20 token SEL đây. Và mọi người sẽ có link red để mọi người chia sẻ bạn bè và người thân để kiếm thêm token này. Đủ của nó là mọi người sẽ đủ 50 token này. Mọi người có thể bấm withdraw nhá. Khi đủ 50 token này, mọi người sẽ bấm withdraw thì token nó sẽ trả về trong vòng 12 đến 24 giờ nha mọi người. Đấy. Kèo này mình xin lưu ý với mọi người là mọi người cần phải tuyển ít nhất là 6 người thì mọi người mới đủ 50 token đúng không ạ? Thì mọi người sẽ đủ là mới rút đúng không ạ? Thì nếu như anh em nào mà có thể chia sẻ bạn bè và người thân nhiều thì mọi người có thể làm kèo này, còn anh em nào mà không tuyển được rét thì có thể bỏ qua kèo này nhá. Nhưng mà kèo này thì là khá ngon, thì nói chung là mọi người có thể copy link rồi sau mọi người đi chia sẻ trên các nhóm, hội nhóm Facebook hay là các nhóm khác thì mọi người chia sẻ thì để mọi người có thể kiếm thêm cái đồng này nhá. Ok, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người như dự án tiếp theo. Mọi người nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh nhé. Cũng như có thể join vào nhóm Telegram để mọi người có thể không bỏ lỡ mọi kèo iRot nào. Tạm biệt mọi người.